Cái mày có phải là mèo không vậy sữa? Trời đất ơi, mèo mà nhảy không được nữa chết cha rồi. Ăn trà nè, nằm đây đi, nằm chân má nè. Lên nằm. Ở đây nó quen rồi, giờ nó không chịu ra chứ. Cho nó ra ngoài, nó không ra. Đó, bành địa không? Nằm từ ở dưới chân, khúc chân lên tới trên rồi. Kiếm có gì ăn không? Chưa dọn nhà cửa đó. Quậy quá luôn. À, mới đầu thục. Quậy quậy tưng bến rồi quần áo người ta giục ra, trời đất ơi, rồi cát đất tùm lum hết rồi. Lát nữa như vậy đi đái không được, chửi cho coi. Để một đêm mà không có cò, không có nhốt lại quậy. Cắn thằng kia thò đầu vô cầu tiêu làm gì đó. Ê trà trà, ây da, đi ra, nó quấn một cái là chết. Hai thằng bây giờ nó bành đĩa rồi, nó quậy bự bành đĩa luôn. Mèo bự dễ sợ luôn, mất 3 4 tháng à. Ui da, mau rút chân lên. Chạy chạy qua đây ngồi, chạy qua đây ngồi, gù lưng lên đó, đi cắn. Người ta có thời gian, người ta chuyên training chó mèo, còn mình không có thời gian để nó dạng phát triển tự nhiên, không có training. Rồi lên chỗ đó nằm.